Sao em chia quân kia? Sao em chia cái quân kia? Cái quân ở cổ ấy, giữ làm gì? Ừ. Chia bài thì bị úp xuống chứ. Cho ta con này này. Nào, con làm. Ta thích con này này. Đây mỗi người một con. À, mỗi người một con à? Ta thích con hai con này này. Nào. Sao? Cái con này. Chia bài thì phải ngẫu nhiên chứ. Tao thích làm như nào tao làm. Sao lại tao với mày? Ok rồi. Chả ok gì cả. Chào chị. Tôi nhớ ra rồi. Anh là trợ lý của lão Quản. Năm đó tôi đã gặp anh. Sao? Hôm nay anh tới tìm tôi có chuyện gì? Hay lão Quản sai anh đến à? Ừ, tôi đến thôi. Lão ta thất thế rồi mà vẫn sai bảo được anh cơ đấy. Hai người tình nghĩa quá. Quản gì em nào? Sếp tôi rất tiếc vì chuyện đã xảy ra. Tiếc à? Tiếc. Ừ. Nào đứa lê. Nói với ai đây con? Tiếc. Nói nha. Đây giả vờ. Úi xa. Mày tao với con yêu nhớ. Nhưng không phải vì sếp tôi sai. Dạ. Mà vì nhớ nghĩa tôi là nghĩa tận luôn. Đây là toàn bộ tài liệu liên quan đến vụ việc của chồng chị năm xưa. Việc sếp Quảng tôi dừng hợp tác với chồng chị và yêu cầu cơ quan điều tra vào cuộc hoàn toàn hợp với tình thế. Rồi sao? Thế nên mong chị hành xử hãy ta thẳng hết. Ơ, thấy gia đình ba có một lúc. Hả? Và đừng ngăn cản. Ơ kìa. Mấy trời. Thấy người ta còn một quan thế là. Đấy. Sao bầu chưa bẩn đấy? Hả? Bầu quá bẩn đấy. Em không chơi, bầu đã bầu bẩn rồi đấy. Còn chơi à? Anh cái con này. Chia cho mày. Tao chả biết thế nào, chia bà nhá. Chia đấy, đủ sợ gì? Của tao đâu? Cái thằng này, anh làm cái gì đấy? Nó quả sushi đâu? Cái mẹ này. Cái nghe. Nó quả sushi đâu? Sushi. Quán ra đây. Quán sushi ra cái gì? Ra cái nặng. Hoa. Mẹ thua. Không Hoa. Mẹ thua. Hoa. Quản lại. Mẹ ra cái. Cứ quản lại đi. Cái đấm. Anh ra cái đấm. Sao ra cái kéo? Hoa. Anh thua. Thế ai nhất? Mẹ. Anh chơi trước. Chơi trước là sao được? Thế tao cái lá rồi kìa toàn hả? Quán sushi ra cái gì ra cái đấm. Quán sushi ra cái gì ra cái thôi là thắng rồi. Nào em trước. Bè nha. Quán chú xì, quán chú xì. Quán chú xì. Không phải quán nữa, cứ lần lượt. Quán. Không phải là lần lượt. Lượt. Đến con đấy. Đăng chú lên. Đến nó rồi con đi. Đến đây con đi. Đăng kìa. Đăng. Đây. Đăng không phải quá. Nhất rồi. Ai nhất? Yeah. Thằng mày thua nha.